Xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh YouTube của báo Tiền Phong. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức thời sự mà chúng tôi vừa cập nhật trong suốt những giờ qua. Chỉ vài giờ nữa, những lá phiếu cuối cùng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 sẽ được bỏ vào thùng phiếu để lựa chọn giữa ứng viên Đảng dân chủ Kamala Harris và ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump làm người đứng đầu nước Mỹ trong nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Ông Donald Trump có thể sẽ dành những giờ đầu tiên của ngày bầu cử tổng thống Mỹ 2024 ở bang Michigan, Tại đây, ông dự kiến tổ chức một cuộc meeting từ nửa đêm tới dạng sáng tại Grand Rapids. Michigan là một trong bảy tiểu bang chiến trường được theo dõi chặt chẽ. Ông Trump cũng đã lật ngược tình thế ở Michigan, thành trì trước đây của Đảng Dân Chủ trên con đường đánh bại bà Hillary Clinton vào năm 2016. Theo ABC News, các nguồn thạo tin tiết lộ cựu Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ tổ chức tiệc tối tại dinh thự Mar-a-Lago với bạn bè thân thiết, các nhà tài trợ và thành viên tại câu lạc bộ này vào tối ngày 5 tháng 11. Trong ngày 5 tháng 11, ông Trump dự kiến sẽ bỏ phiếu tại Palm Beach, Florida. Ông dự kiến bỏ phiếu trực tiếp tại Florida dù trước đó đã tuyên bố sẽ bỏ phiếu sớm. Cựu Tổng thống Mỹ cũng dự định tổ chức một bữa tiệc theo dõi diễn tiến ngày bầu cử tại Palm Beach vào tối ngày mùng 5 tháng 11, theo giờ Mỹ. Trong khi đó, bà Kamala Harris có kế hoạch tham dự sự kiện bầu cử tại Đại học Howard ở Washington trường đại học lịch sử dành cho người da màu, nơi bà lấy bằng kinh tế và khoa học chính trị năm 1986 và là thành viên tích cực của hội nữ sinh Alpha Kappa Alpha. Ngoài đại học Howard, bà Kamala Harris không có lịch trình công khai nào cho ngày bầu cử. Với tất cả những diễn biến phức tạp trong những tháng gần đây, cuộc bầu cử lần này mang nhiều ý nghĩa lịch sử. Nếu thắng cử, bà Harris sẽ trở thành nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử 248 năm của nước Mỹ. Bà cũng sẽ là người phụ nữ da màu đầu tiên và là người gốc Nam Á đầu tiên đảm nhận cương vị này. Người dân xứ sở cờ hoa và thế giới băn khoăn về viễn cảnh cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump trở lại Nhà Trắng. Sau 8 năm tham gia chính trường và một nhiệm kỳ Tổng thống nhiều ồn ôn ào, ông Trump được dự đoán sẽ còn mang đến nhiều sự khó đoán hơn nữa nếu quay lại với chiếc ghế đầy quyền lực này. Sau đây là 5 điều mà ông Trump sẽ làm nếu trở thành tân Tổng thống Mỹ. Đầu tiên, nếu trở lại Nhà Trắng, ông Trump có thể sa thải ông Jack Smith, công tố viên đặc biệt dẫn đầu các cuộc điều tra về cựu Tổng thống. Ông Trump, Trump nói, tôi sẽ sa thải ông ta trong vòng 2 giây. Ông ta là một trong những vấn đề đồng đồng đầu tiên đó. mà tôi phải giải quyết. Ông Trump cũng cảnh báo sẽ trừng phạt các công tố viên và thẩm phán giám sát nhiều cáo buộc hình sự của nhà vào ông. Thứ hai, ông sẽ tiến hành ân xá cho người tham gia vụ bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6 tháng 1, 2021. Ông Trump cho rằng một số người đang bị giam dự oan. Thứ ba, ông sẽ chấm dứt thỏa thuận xanh mới. Trong một video vận động tranh cử vào năm 2023, Ông Trump tuyên bố ông sẽ chấm dứt sự độc tài của thỏa thuận, thuận xanh mới vào ngày đầu tiên nếu đắc cử tổng thống Mỹ. Theo ông Trump, thỏa thuận xanh mới là trò lừa đảo lớn nhất lịch sử và có thể ảnh hưởng xấu đến kinh tế Mỹ. Thứ tư, ông sẽ tiến hành mở cuộc đàn áp người nhập cư ngay trong nhiệm kỳ đầu tiên nếu tái đắc cử tổng thống Mỹ vào năm 2024. Theo NIT, kế hoạch sắp tới của cựu tổng thống Mỹ là cuộc tấn công vào vấn đề nhập cư ở quy mô chưa từng thấy trong lịch sử nước Mỹ hiện đại. Mục đích của kế hoạch này là trục xuất hàng triệu người mỗi năm bao gồm cả những người đã định cư ở Mỹ trong nhiều thập kỷ. Và cuối cùng, ông sẽ cấp thẻ xanh cho sinh viên tốt nghiệp đại học. Ông Trump từng bày tỏ sự ủng hộ việc tự động cấp thẻ xanh, thẻ thường trú nhân cho những người không phải công dân Mỹ nhưng đã tốt nghiệp đại học. Ông Trump nói, điều tôi muốn làm và tôi sẽ làm ngay là khi bạn tốt nghiệp một trường đại học, bạn nên tự động nhận được thẻ xanh như một phần của băng tốt nghiệp để ở lại nước Mỹ. Ngoài ra, ông Trump còn lên kế hoạch để tiến hành trả đũa người tiền nhiệm. Phát biểu trong chương trình tọa đàm với cử tri ngày 5 tháng 12, 2023, ông Trump cho biết ông sẽ không trở thành nhà độc tài trừ ngày đầu tiên bước vào Nhà Trắng. Khi được hỏi rằng liệu ông có lạm dụng quyền lực để trả thù ai đó nếu đắc cử hay không, ông Trump đã nói rằng, trừ ngày đầu tiên tôi muốn đóng cửa biên giới và khoan dầu, khoan dầu, khoan dầu. Theo Reuters, các tổng thống Mỹ thường ký hàng loạt sắc lệnh hành pháp trong vài ngày đầu tiên sau khi nhậm chức. Mục tiêu của họ là đảo ngược các chính sách mà người tiền nhiệm đưa ra. Với cuộc đua đang diễn ra ngang tài ngang sức trước ngày bầu cử Mỹ 2024, bà Harris và ông Trump đều tổ chức các cuộc meeting tại Pennsylvania. Pennsylvania là phần thưởng lớn nhất trong số các tiểu bang chiến trường. Ở đây cung cấp 19 trong số 270 phiếu của đại cử tri đoàn mà một ứng cử viên cần để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống. Trang web của phòng nghiên cứu bầu cử tại Đại học Florida cho biết, theo thống kê sơ bộ, tổng số cử tri đã bỏ phiếu là 78 triệu, trong đó 42,6 triệu cử tri bỏ phiếu trực tiếp và 35,3 triệu cử tri qua thư. Dự kiến có khoảng 244 triệu cử tri Mỹ sẽ đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử. Tuy nhiên, không phải ứng viên nào giành được hơn một nửa số phiếu bầu của số cử tri nói trên, giành được chiến thắng. Ông Trump đã đến lý tít Pennsylvania sau khi thông báo. Ông sẽ hủy bài phát biểu đã chuẩn bị trước để sự thật có thể phơi bày. Ông đưa ra những phát biểu tiêu cực và đôi khi có phần giận dữ, chỉ trích các cuộc tham gia dư luận cũng như công kích Đảng Dân Chủ và ám chỉ rằng ông sẽ không bận tâm nếu các phóng viên bị bắn. Ông Trump và các đồng minh của ông những người đã tuyên bố sai sự thật rằng thất bại năm 2020 của ông là kết quả của giả lận, đã dành nhiều tháng để xây dựng nền tảng để một lần nữa thách thức kết quả nếu ông thua. Ông đã hứa sẽ đắt trả, nói về việc truy tố các đối thủ chính trị của mình và mô tả Đảng Dân Chủ là kẻ thù bên trong. Trong khi đó, bà Harris đã vận động cử tri của mình tại một nhà thờ lịch sử của người da màu và với người Mỹ gốc Ả Rập ở bang chiến trường Michigan. Tại đây, bà Harris đã coi ông Trump là mối nguy hiểm đối với nền dân chủ nhưng lại tỏ ra lạc quan. Thay vì nhắc đến tên ông Trump, bà Harris đã chọn cách nêu bật hồ sơ của đối thủ. Trong khi cảnh báo về những nguy cơ của nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, bà Harris tuyên bố động lực và khơi dậy sự lạc quan và khát vọng khi bà tuyên bố về một thế hệ lãnh đạo mới tại Mỹ. Bà Harris đang cố gắng khơi dậy lại cảm giác vui vẻ và khả năng đã truyền vào các cuộc vận động tranh cử ban đầu của bà. Bà lên án những kẻ gieo rắc hận thù, gieo rắc nỗi sợ hãi và gieo rắc hỗn loạn khi ám chỉ đến đối thủ của bà. Mới đây, thẩm phán Angelo Foglietta tại bang Pennsylvania của Mỹ đã quyết định cho phép tỷ phú Elon Musk tiếp tục chương trình tặng tiền trị giá 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày dành cho các cử tri tại các bang chiến địa bất chấp những phản đối pháp lý từ các công tố viên tại Philadelphia. Quyết định trên được đưa ra chỉ một ngày trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đầy căng thẳng giữa Phó Tổng thống Kamala Harris, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa. Chương trình tặng tiền cử tri của tỷ phú Elon Musk đã gây tranh cãi kể từ khi ra mắt. Công tố viên thành phố Philadelphia Larry Krasner cho rằng hành động này vi phạm các luật bảo vệ người dân của bang Pennsylvania và là một chương trình sổ số, số bất hợp pháp tuy nhiên thẩm phán angelo fuglietta vẫn quyết định cho phép ông musk tiếp tục chương trình này sau khi các luật sư của nhóm vận động tranh cử america pac ủng hộ chiến dịch của ông donald trump do ông musk sáng lập khẳng định các khoản tiền được trao không phải là giải thưởng mà là sự đền bù cho những người được chọn làm đại diện cho nhóm chính trị ủng hộ ông trump theo ông chris young giám đốc america pac những người được tặng tiền được lựa chọn từ một nhóm ứng cử viên từng xuất hiện trong các video của america pac và đồng ý cho phép nhóm này sử dụng hình ảnh của họ sau khi xem xét các mạng xã hội của họ và gặp mặt họ ngoài các sự kiện. Tỷ phú Elon Musk hiện là một trong những người ủng hộ mạnh mẽ ông Trump qua trở lại Nhà Trắng. Chương trình tặng quà cho cử tri nêu trên được tiến hành tại 7 bang chiến địa, bao gồm Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, North Carolina, Pennsylvania và Wisconsin. Những cử tri tham gia phải ký vào một bản kiến nghị ủng hộ tự do ngôn luận và quyền sở hữu vũ khí ông Elon Musk đã cam kết đóng góp gần 120 triệu đô la Mỹ cho America PAC, qua đó hỗ trợ công tác vận động và đăng ký cử tri. Trong khi đó, những người tham gia chương trình tặng quà cho cử tri sẽ có cơ hội nhận được một khoản tiền trị giá 1 triệu đô la Mỹ mỗi ngày nếu họ ký vào bản kiến nghị và tham gia chiến dịch ủng hộ ông Donald Trump quay trở lại Nhà Trắng. Trong năm nay, Cử tri Mỹ ngoài việc chọn ai trong hai ứng cử viên Donald Trump và Kamala Harris trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo, họ còn bầu ra các ghế nghị sĩ quốc hội. Khác với bầu cử tổng thống 4 năm một lần, kỳ bầu cử quốc hội Mỹ sẽ diễn ra mỗi 2 năm. Ở mỗi lần bầu cử, toàn bộ 435 ghế hạ viện và 1 phần 3 số ghế thượng viện sẽ được bầu lại. Trong quốc hội Mỹ nhiệm kỳ hiện nay, Đảng Dân Chủ đang kiểm soát thượng viện với 51 thượng nghị sĩ, gồm liên minh 47 nghị sĩ dân chủ và 4 nghị sĩ độc lập. Tại Hạ Viện, Đảng Cộng Hòa đã giành quyền kiểm soát đa số sau cuộc bầu cử năm 2022, hiện có 220 ghế, trong khi Đảng Dân Chủ là 212 ghế, cùng 3 vị trí đang chống. đài CNN ngày 4 tháng 11 dẫn thống kê từ chuyên trang phân tích bầu cử Inside Election chỉ ra trong cuộc đua Hạ Viện năm nay, Đảng Dân Chủ đang có ưu thế ở 208 vị trí, trong đó Đảng Cộng Hòa là 212 với 15 vị trí còn lại được xem là cạnh tranh xích sao, Hạ viện nhiệm kỳ mới nhiều khả năng đang chiếm đa số thì cũng không tạo được khoảng cách về số nghị sĩ quá lớn. Trong khi đó, cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 đang dần đi đến hồi kết khi ngày bầu cử mùng 5 tháng 11 đang cận kề. So với các nước trên thế giới, nước Mỹ nổi tiếng với những chiến dịch tranh cử dài hơi và có thể kéo dài nhiều năm. Như ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump đã tuyên bố tranh cử vào ngày 15 tháng 11 năm 2022 cho kỳ bầu cử năm 2024. Tính từ thời điểm đó đến nay, vị cựu tổng thống đã tiến hành một chiến dịch kéo dài gần 2 năm. Trước đó, trong ngày nhậm chức nhiệm kỳ đầu tiên 20 tháng 1 năm 2017, ông Trump đã đăng ký tái tranh cử tức trước gần 4 năm nguyên nhân nào khiến chiến dịch bầu cử tổng thống mỹ lại kéo dài như vậy theo báo washington post khác với một số nước có hệ thống nghị viện như canada và anh nơi các lãnh đạo đảng thường có vị thế và nhận thức cao trước các cuộc bầu cử mỹ có hệ thống bầu cử tổng thống độc lập do đó ứng viên mỹ phải dành nhiều thời gian để xây dựng hình ảnh và giới thiệu bản thân tới cử tri trên cả nước bên cạnh đó tài chính mới là yếu tố then chốt kéo dài thời gian bầu cử ở mỹ thông thường các chiến dịch tranh cử ở mỹ sẽ đòi hỏi nguồn tài chính lớn để chi trả cho các hoạt động như quảng cáo sự kiện vận động và chi phí điều hành trên toàn quốc vì vậy việc gây quỹ đủ số tiền này thường mất rất nhiều thời gian do đó huy động tài chính từ đầu sẽ giúp các ứng viên có sự chuẩn bị tốt hơn và kéo dài thời gian chiến dịch